trị trong tâm hồn của người. Họ đang run sợ khiếp đảm. Hỡi quỷ dữ, hỡi hung tàn, bằng ma thuật của mình bóng đêm xua đuổi loài người, bắt họ phải quỳ phục dưới chân ta, làm nô lệ cho ta. U mê đen tối của ngươi không làm gì được ta và loài người đâu. Hỡi tất cả các anh em, hỡi những người con can đảm của thần lửa, chúng ta không hề khiếp sợ trước bóng đêm. Ngọn lửa truyền thống là niềm vinh quang tự hào của chúng ta. Chúng ta có đủ sức mạnh và lòng dũng cảm để chiến thắng sự hung bạo, có đủ trí thông minh để xua tan nỗi run sợ, hoang mang và sự hèn nhát nhu nhược đó. Chúng ta hãy đoàn kết lại, hãy sống trong tình yêu thương đồng loại, hãy gạt bỏ những xấu xa khỏi cuộc sống của chúng ta. Thưa các bạn, tôi hôm nay được dí một cái vai diễn cực kỳ khó.